Chào tất cả các em, chúng ta lại bắt đầu với những bài học online nha. Hôm trước các em đã được học tiết 1 của bài thêm trạng ngữ cho câu. Hôm nay cô sẽ giới thiệu với em thêm tiết 89 thêm trạng ngữ cho câu tiếp theo. Trước khi vào bài mới này thì cô sẽ ôn lại một chút xíu về cái kiến thức của bài trước. Bài trước các em đã được học về cái đặc điểm của trạng ngữ. Vậy thì trạng ngữ có những đặc điểm gì? Thứ nhất, về ý nghĩa, trạng ngữ được thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu. Về hình thức, trạng ngữ có thể đứng ở đầu câu, cuối câu hay giữa câu. Giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thường có một khoảng nghỉ khi nói hoặc một dấu phẩy khi viết. Bây giờ cô lấy một ví dụ như là trạng ngữ xác định thời gian chẳng hạn. Ví dụ là hôm nay em đi học thì trạng ngữ hôm nay là xác định về thời gian. Và nếu mình xét về cái hình thức thì nó đứng ở đầu câu. Là tiết học trước em có học phần theo dõi phần ví dụ này. Như là cối xay tre nặng nề quay từ nghìn đời nay xay nắm thóc. Vậy thì trạng ngữ từ nghìn đời nay là đứng ở vị trí giữa câu. Thì người ra các em xem thêm ở trong tập ghi của tiết học trước nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào tiết học mới. Với cái tiết học mới thêm trạng ngữ cho câu, các em sẽ được tìm hiểu ba cái nội dung sau. Nội dung thứ nhất là công dụng của trạng ngữ. Nội dung thứ hai là tách trạng ngữ thành câu riêng. Nội dung thứ ba là phần luyện tập. Bây giờ cô cùng em sẽ tìm hiểu vào nội dung thứ nhất, công dụng của trạng ngữ. Kèm theo dõi ví dụ trong sách giáo khoa hoặc là trên màn hình. Nghe cô đọc một lượt nhé. Nhưng tôi yêu mùa xuân nhất là vào khoảng sau ngày rằm tháng giêng. Thường thường vào khoảng đó, trời đã hết nồm, mưa xuân đã bắt đầu thay thế cho mưa phùn, không còn làm cho nền trời đùng đục như màu pha lê mờ. Sáng dậy, nằm dài nhìn ra cửa sổ, thấy những vệt xanh tươi hiện ra, hiện ở trên trời. Mình cảm thấy rạo rực một niềm vui sáng sủa. Trên giàn hoa lý, vài con ong siêng năng đã bay đi kiếm nhị hoa. Chỉ độ 8-9 giờ sáng, trên nền trời trong trong có những làn sáng hồng hồng, rung động như cánh con ve mới lột của tác giả Vũ Bằng. Ví dụ 2, ví dụ B. Về mùa đông, lá bàng đỏ như màu đồng khuôn. Các em sẽ làm cho cô những yêu cầu sau. Hãy xác định trạng ngữ trong các ví dụ và cho biết nó bổ sung những ý nghĩa gì cho câu. Bây giờ các em theo dõi nha, trong cái ví dụ A ấy, thì nó gồm có hai đoạn văn. Cái đoạn văn thứ nhất này, người ta đã lược bỏ một đoạn đó các em. Trong đoạn văn thứ hai, các em lưu ý cho cái đoạn văn thứ hai. Bây giờ mình cùng tìm hiểu cái đoạn văn thứ hai nha. Đoạn văn thứ hai này, các trạng ngữ này. Thường thường vào khoảng đó, trạng ngữ chỉ về thời gian. Sáng dậy, trạng ngữ chỉ về thời gian. Trên giàn hoa lý, trạng ngữ chỉ về nơi chốn. Chỉ độ 8-9 giờ sáng, trạng ngữ chỉ về thời gian. Trên nền trời trong trong, trạng ngữ chỉ về nơi chốn. Ví dụ B, về mùa đông, trạng ngữ chỉ về thời gian. Bây giờ để quan sát cái ví dụ tiếp theo, các em sẽ quan sát cho cô hai cái đoạn văn. Một đoạn ấy là cô để nguyên trạng ngữ, còn một đoạn là cô đã lược bỏ. Các em thấy như trong trên màn hình này. Đấy, trong cái ví dụ thứ nhất, ví dụ A ấy, thường thường vào khoảng đó cô đã lược bỏ và cô để đánh dấu số 1, số 2, số 3, số 4. Rồi trong câu B cô để cái dấu ngoặc đơn cho chấm chấm. Và các em so sánh hai đoạn văn xem là nếu mà đoạn văn bị lược bỏ như cái ví dụ phần A, phần chữ in nghiêng ấy. Rồi các em rút ra cho cô có nhận xét. Bây giờ nếu lược bỏ trạng ngữ thì câu văn sẽ như thế nào? Bây giờ cô nói ví dụ như là trời đã hết nồm, thì chúng ta
không thể hiểu được là gì, trời hất nồm vào lúc nào, vào cái khoảng đó là cái một cái có cái thời gian ta nói tới, không nào, là sáng dậy nằm dài nhìn ra cửa sổ. Nếu không có cái trạng thái thắng dậy thì ta chỉ còn cái câu là nằm dài nhìn ra cửa sổ. Mà nằm dài nhìn ra cửa sổ vào lúc nào? Ở đây chẳng như thế, thời gian đã cho ta cái đáp án đó. Rồi, vậy chúng từ cái điều này ta sẽ rút ra cái nhận xét như sau. Chúng ta không nên là lược bỏ trạng ngữ, vì các trạng ngữ bổ sung ý nghĩa về thời gian này, không gian này, giúp nội dung miêu tả được chính xác hơn. Rồi trong ví dụ A ấy, em theo dõi cho cô cái đoạn 2 của ví dụ A là cô đã đánh dấu bằng câu số 1, câu số 2, câu số 3 và câu số 4. Trong đoạn văn A này, đoạn 2 của ví dụ A ấy, nó được kết nối với nhau bằng các trạng ngữ nào? Các em theo dõi tiếp nha. Nào, trong đoạn 2 của ví dụ A, trạng ngữ còn có tác dụng gì nữa? Các em chú ý cho cô, trạng ngữ trong câu văn hoặc là trong đoạn văn. Bây giờ nhìn ta dễ dàng ta nhận diện được là gì? Trong ví dụ A gồm hai đoạn văn, gồm hai đoạn nhỏ đấy các em. Thì đoạn văn thứ hai nối kết với đoạn văn 1 bằng cái trạng ngữ thường thường vào khoảng đó. Như vậy trong này là gì? Nó nếu nối kết trạng ngữ nối kết giữa các đoạn trong đoạn văn, nối kết đoạn với đoạn. Rồi, ta xem xét ví dụ thứ hai trong đoạn trong câu 2, trong câu 2 của ví dụ A. Sáng dậy liên kết với câu số 1 của đoạn văn 2 ở của đoạn văn A, tức là cái đoạn thứ hai ấy, đoạn 2 của ví dụ A bằng cái trạng ngữ sáng dậy, hay là câu 3 này liên kết với câu 2 này bằng trạng ngữ trên giàn hoa thiên lý này, hoặc là câu 4 liên kết với câu 3 này cũng bằng cái trạng ngữ chỉ độ 8 9 giờ sáng, vân vân. Như vậy trạng ngữ còn có công dụng gì nữa các em? Các em theo dõi tiếp nha. Như vậy trạng ngữ còn có tác dụng liên kết các câu này, các đoạn này ha. Các thành phần câu làm cho nội dung nó mạch lạc rõ ràng hơn. Và đây chính là công dụng của trạng ngữ. Phần này các em cũng ghi vào tập để mà hôm sau mình có tư liệu để mình ôn tập để thi kỳ 2 nhé. Bây giờ để các em nắm vững kiến thức phần này, cô sẽ đưa ra một cái bài tập nhanh. Các em biết là rằng là khi làm một cái bài văn nghị luận ấy, thì em phải sắp xếp các luận cứ theo một cái trình tự nhất định, hoặc là sắp xếp theo trình tự về thời gian hay không gian này, rồi trình tự quan hệ nguyên nhân kết quả điều kiện vân vân. Thế thì để làm được cái trả lời câu hỏi này, các em sẽ đọc cho cô cái ví dụ cô đưa lên này ở trong sách giáo khoa là bài tập 1A đó chứ. Cô đọc nha. Kết hợp những bài này lại, ta được chiêm ngưỡng một bức chân dung tinh thần tự họa rất rõ nét và sinh động của nhà thơ. Ở loại bài thứ nhất, người ta thấy trong nhà thơ Hồ Chí Minh có nhà báo Nguyễn Ái Quốc hết sức sắc sảo trong bút pháp ký sự, phóng sự và nghệ thuật châm biếm. Ở loại bài thứ hai, ta lại thấy ở nhà thơ cách mạng sự tiếp nối truyền thống thi ca lâu đời ở phương Đông của dân tộc từ Lý Bạch, Đỗ Phủ đến Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến. Cái nhiệm vụ các em là hãy tìm cho cô những trạng ngữ. Các em lưu ý ở đầu câu hoặc đầu đoạn ha. Bây giờ các em nhìn lên màn hình nhé, các em chú ý trên màn hình. Đấy, cô sẽ có và chân ba cái trạng ngữ bằng cái dấu vạch đỏ đấy. Như vậy là ta có ba trạng ngữ là kết hợp những bài này lại này, ở loại bài thứ nhất này, ở loại bài thứ hai này. Vậy thì ba cái trạng ngữ này nó có công dụng gì ở trong đoạn văn này? Em hãy nghe cho cô công dụng của trạng ngữ trong đoạn văn. Rồi, như vậy trạng ngữ trong đoạn văn này vừa có tác dụng bổ sung những thông tin tình huống liên kết các luận cứ trong mạch lập luận của đoạn văn,
giúp đoạn văn nghị luận trở nên rõ ràng, dễ hiểu. Chưa nào? Cái phần đây chính là cái bài tập 1A trang 47 các em ghi vào nha. Như vậy là cô vừa và các em vừa mới tìm hiểu xong cái phần bài tập nhanh. Cô hệ thống lại một chút xíu nữa để các em nắm rõ phần này. Các trạng ngữ có vai trò gì trong việc thể hiện trình tự lập luận của bài văn nghị luận? Như vậy là trong cái đoạn văn này đây chính là những là một đoạn văn nghị luận đó các em. Đó, đây là trong cái bài tập 1A này là đoạn văn nghị luận. Trạng ngữ giúp cho việc sắp xếp các luận cứ trong văn nghị luận theo trình tự thời gian, không gian hoặc là quan hệ nguyên nhân, kết quả. Đối với việc sắp xếp này thì trạng ngữ có một vai trò quan trọng trong việc nối kết các câu, các đoạn, góp phần làm cho liên kết của văn bản chặt chẽ và mạch lạc. Ví dụ cô thấy nè, kết hợp những bài này lại. Thì đây là ở loại bài thứ nhất, ở loại bài thứ hai, nó làm cho cái bài văn nghị luận nó có liên kết chặt chẽ và nó làm cho câu văn rõ ràng, dễ hiểu. Rồi, đó chính là công dụng của trạng ngữ. Vậy trạng ngữ có những công dụng gì? Thì đó chính là những công dụng như sau. Trạng ngữ dùng để xác định hoàn cảnh, điều kiện diễn ra sự việc nêu trong câu, góp phần làm cho nội dung của câu được đầy đủ chính xác. Thứ hai là nối kết các câu, các đoạn với nhau, góp phần làm cho đoạn văn, bài văn được mạch lạc. Và đây chính là ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 46. Như vậy là cô và các em vừa tìm hiểu xong cái công dụng của trạng ngữ. Ta đã tìm hiểu được nội dung thứ nhất. Bây giờ chúng ta sang nội dung thứ hai của bài, đó là tách trạng ngữ thành câu riêng. Các em quan sát ví dụ trong sách giáo khoa hoặc là trên màn hình. Nghe cô đọc nhé. Người Việt Nam ngày nay có lý do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó. Tác giả Đặng Thanh Mai. Em hãy xác định trạng ngữ trong đoạn văn trên. Rồi, suy nghĩ chút xíu, không có một phút cho cô. Mình tìm ra cho cô trạng ngữ. Rồi, cô cho đáp án nha. Đó. Thấy có hai trạng ngữ, đó là để tự hào với tiếng nói của mình. Thứ hai là trạng ngữ và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó. Đó. Bây giờ nhiệm vụ các em thêm một cái câu hỏi nữa. Các em trả lời cho cô một câu hỏi nữa là so sánh sự giống nhau và khác nhau của hai trạng ngữ đó. Bây giờ trước hết giống nhau này. Các em có nhìn thấy hai cái trạng ngữ này này, nó đều có cái từ để này. Và cái từ để này là cái dấu hiệu để các em nhận diện cái trạng ngữ gì, biết không nào? Đó là trạng ngữ chỉ mục đích đó các em. Vậy đó chính là trạng ngữ chỉ mục đích. Nha, đó là phần giống nhau. Ở phần khác nhau thì nó khác nhau ở chỗ nào? Các em thấy ở câu thứ nhất này. Câu thứ nhất nó đứng ở vị trí nào đây? Để tự hào với tiếng nói của mình. Câu thứ hai và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó. Nó khác nhau như thế nào? Thứ nhất là nó cũng đứng ở cuối câu các em nhá. Rồi, còn nó như câu số 2 này và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó. Cái phần im đậm này được tách thành một câu riêng nhá. Như vậy là nó khác nhau ở chỗ là trạng ngữ thứ hai là được tách thành một câu riêng. Rồi. Vậy thì các em quan sát tiếp cho cô, những trạng ngữ được tách thành câu riêng thường nằm ở vị trí nào trong câu? Các em thấy chưa? Vị trí nào đó các em? Thường nằm ở đâu nào? Thường nằm ở cuối câu. Vậy thì theo em, việc tách trạng ngữ thành câu riêng có tác dụng gì? Tác dụng gì nào? Vậy là một trong một số trường hợp để nhấn mạnh ý, chuyển ý hoặc thể hiện những tình huống cảm xúc nhất định, người ta có thể tách trạng ngữ, đặc biệt là trạng ngữ đứng cuối câu, thành những câu riêng. Đó chính là cái việc tách trạng ngữ thành câu riêng. Và đây cũng là cái ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 47. Các ghi nhớ là về nhà ở trong sách giáo khoa là em ghi cũng được, mà không thì em học ở trong sách giáo khoa nhá. Còn những cái phần ví dụ hoặc phần bài tập liên quan đến bài học thì các em phải ghi vào tập.
Bây giờ để củng cố cái phần này, cô sẽ có thêm một cái bài tập nhanh. Em quan sát trên màn hình, nghe cô đọc nhá. Gạch chân các bộ phận trạng ngữ trong câu và cho biết bộ phận trạng ngữ ở câu nào không thể tách thành câu riêng. Câu A, ai cũng phải học tập thật tốt để có vốn hiểu biết phong phú và để tạo dựng cho mình một sự nghiệp. Câu B, qua cách nói năng, tôi biết cô ấy đang có điều gì phiền muộn trong lòng. Câu C, mặt trời đã khuất phía sau dặng núi. Đêm, thành phố lên đèn như sao xa. Em suy nghĩ tìm cho cô trạng ngữ nào. Trước hết là mình phải xác định được trạng ngữ. Rồi bước thứ hai là mình sẽ xem là câu nào có câu nào không thể tách thành câu riêng. Cái yêu cầu của bài tập này là như vậy. À, trạng ngữ nha, các em quan sát. Chưa? Thứ hai. Đó. Chưa? Như vậy ta nhìn vào màn hình ta sẽ dễ dàng nhận biết rằng là gì? À, câu B là cái câu ta không thể tách ra được. Nếu mà ta tách câu B nè, qua cách nói năng, chấm, tôi biết cô ấy đang có điều gì phiền muộn. Thì cái mục đích của trạng ngữ này trong câu ấy là gì? Bổ sung ý nghĩa là cô ấy có điều gì phiền muộn. Mà chỉ qua cách nói năng là người ta đã biết được là cô ấy đang có cái điều gì đó buồn phiền muộn ẩn chứa trong lòng. Còn ví dụ như những câu, ví dụ câu D này, kem tách bình thường, đêm chấm thành phố lên đèn như sao xa, và đưa nên rằng khi mà kem tắt trạng ngữ là kem bỏ dấu phẩy, kem thay vào đó một dấu chấm và viết hoa cái chữ thành phố, chữ thật chữ to đó, thành phố ha. Như vậy là gì? Cô vừa mới cùng các em tìm hiểu xong cái nội dung thứ hai, đó là tách trạng ngữ thành câu riêng. Là các em lưu ý phần này cho cô, vì phần này thực ra nó không có khó lắm, nhưng mà nếu các em không để ý thì các em tắt nó không đúng thì nó sẽ làm cho câu nó không rõ cái mục đích của người nói. Nè. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nội dung thứ ba là phần luyện tập. Cái phần luyện tập này thì cô đã cùng các em tìm hiểu được cái phần bài tập 1 ra ở phần mà mình tìm hiểu để mình nhận diện cái đoạn văn nghị luận, cái tác dụng của trạng ngữ trong đoạn văn nghị luận. Thế thì trong cái phần bài tập còn lại là phần 1B, các em cũng nêu công dụng của trạng ngữ trong đoạn văn. À, trước hết là tìm với cô trạng ngữ, sau đó là mình sẽ nêu công dụng của trạng ngữ, nghe cô đọc nhé. Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ? Lần đầu tiên chập chững bước đi, bạn đã bị ngã. Lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước và suýt chết đuối, phải không? Lần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn có đánh trúng bóng không? Không sao đâu, vì lúc còn học phổ thông, Louis Pasteur chỉ là một học sinh trung bình. Về môn hóa, ông đứng hạng 15 trong số 22 học sinh của lớp. Các em sẽ tìm cho cô trạng ngữ trước. Nào, cô cho đáp án nha. Rồi, đã bao lần? Lần đầu tiên chập chững bước đi, lần đầu tiên tập bơi, lần đầu tiên chơi bóng bàn, lúc còn học phổ thông, về môn hóa, và nêu công dụng của trạng ngữ trong đoạn văn. Rồi, các em suy nghĩ để mình nêu công dụng của trạng ngữ trong đoạn văn. Đấy. Những cái trạng ngữ mà ta vừa gạch chân xong đấy, nó bổ sung thông tin tình huống. Và cái thứ hai ấy, là dùng để liên kết các luận cứ trong mạch lập luận của bài văn. Và đây là bài văn nghị luận nhé các em ha. Tiếp tục các em theo dõi tiếp tục ở bài tập số 2, trang 47. Chỉ ra những trường hợp tách trạng ngữ thành câu riêng trong các chuỗi câu dưới đây và nêu tác dụng của những câu do trạng ngữ tạo thành. Câu A, bố cháu hy sinh chấm năm 72. B,
Bốn người lính đều cúi đầu, tóc xõa gối, trong lúc tiếng đờn vẫn khắc khoải vẳng lên những điệu đờn ly biệt bồn chồn. Em nhìn thấy cái trạng ngữ được tách thành câu riêng chưa? Cô cho đáp án nha. Đấy, 572. Còn câu B. Cái trạng ngữ 572 này nhấn mạnh thời điểm hy sinh của nhân vật. Đó là cái tác dụng. Còn câu B nè. Trong lúc tiếng đờn vẫn khắc khoải vẳng lên những tiếng đờn ly biệt bồn chồn, thì tác dụng của cái việc tách trạng ngữ thành câu riêng trong ví dụ B là nhằm làm nổi bật thông tin nêu ở nòng cốt câu là bốn người lính đều cúi đầu này, tóc xõa gối này. Như vậy là cô cùng các em đã tìm hiểu xong hai cái bài tập 1 và 2 trong sách giáo khoa. Bây giờ còn cái bài tập số 3 là một bài tập viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về sự giàu đẹp của tiếng Việt, chỉ ra các trạng ngữ và giải thích vì sao cần thêm trạng ngữ trong những trường hợp ấy. Xin lỗi các em nhé, chỗ phần tiếng Việt này cô viết hoa nha. Xin lỗi các em chỗ này, chỗ tiếng Việt là các em viết hoa cho cô nha, chỗ này ha. Cô có một đoạn văn tham khảo nè. Tiếng Việt của chúng ta rất giàu đẹp, với một hệ thống nguyên âm, phụ âm khá phong phú. Người Việt có thể sử dụng để tạo từ ngữ, đặt câu, viết đoạn văn và tạo lập văn bản một cách linh hoạt. Tiếng Việt rất giàu thanh điệu, ngữ pháp uyển chuyển, cân đối nhịp nhàng. Tiếng Việt dồi dào về giá trị thơ nhạc. Những câu thơ đọc lên như có nhạc điệu của một bài hát, những âm thanh trầm bổng cao thấp như lời ca, như bản nhạc du dương réo rắt. Ngày nay, chúng ta có quyền tự hào và tin tưởng vào tương lai vững chắc của tiếng Việt. Do vậy, mọi người phải cùng nhau nỗ lực để giữ gìn và bảo vệ sự trong sáng tiếng nói của dân tộc, vì đó là nguồn tài sản vô giá của một quốc gia. Chỗ này cô đánh thiếu chữ của, số gọi chữ của đó kìa. Như vậy trong này là cô đã xác định luôn cho các em là hai cái trạng ngữ, là với một hệ thống nguyên âm phụ âm khá phong phú. Và ngày nay, ví dụ cô nói ví dụ công dụng chẳng hạn, cô nói về trạng ngữ ngày nay đi. Ngày nay là để xác định về thời gian này, làm rõ nội dung cho đoạn văn. Hay còn cái trạng ngữ với một hệ thống nguyên âm phụ âm khá phong phú là trạng ngữ chỉ về phương tiện, dùng để xác định về cái phương tiện là hệ thống nguyên âm phụ âm này là chúng ta dùng để gì? Chúng ta dùng để sao tiếp hàng ngày đấy các em. Thì bài tập này, đây là một cái đoạn văn tham khảo. Về nhà các em có thể tự viết cho cô để mình nâng cao cái khả năng viết bài văn nghị luận. Đây là một đoạn văn nghị luận đấy các em. Và các em biết rằng là thì cái phần học kỳ 2 các em học cái văn nghị luận, cô phải nói rằng đây là một cái thể loại tương đối khó và nó sử dụng rất là nhiều chúng ta trong cuộc sống cũng như là trong việc học tập của chúng ta sau này. Cho nên các em lưu ý, nhất là những cái bài tập, bài giảng mà các thầy cô chuẩn bị giảng online lên mạng cho các em tuần này và tuần sau, các em sẽ được học thứ nhất là về tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh này, rồi sau nữa là tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích. Cô rất là mong các em lưu ý học tập là ghi chép đầy đủ để mình có cái kiến thức, chứ bây giờ như tình hình dịch bệnh như thế này thì chúng ta không thể đến trường học được, thì các em phải cố gắng nỗ lực hết mình qua những cái bài giảng online. Cô hy vọng là các em sẽ làm được. Và phần cuối cùng là cô có một số điều muốn dặn dò các em. Các em học, các ghi nhớ, xem lại bài giảng. Mình có thể xem lại, tu lại mình xem bài giảng nhiều lần các em. Rồi làm cho cô bài tập số 3, trang 48. Chuẩn bị trước cái bài cách làm bài lập luận chứng minh. Cuối cùng là cô xin chúc các em học tốt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những bài học online tiếp theo nhé. Xin chào các em.